của chúng tôi đó là chỉ muốn nói rằng đã là người Việt Nam thì chúng ta hãy nhận những cái gì mà các con cháu của chúng ta đang làm được. U23, U23 là cái tuổi các em rất là còn trẻ, trong này có vẻ là có lẽ là Công Phượng là lớn tuổi nhất ở trong số các anh em đó thôi. Nhưng mà thì chúng ta thấy rằng mình là người Việt Nam mà mình không hãnh diện Việt Nam thì mình hãnh diện cái gì? Tại sao mình là người Việt Nam mà suốt ngày chỉ có muốn là người Trung Quốc họ họ đấu tố mình, họ đánh mình? Thế như ông nhà báo Huy Phương đó, hồi sáng ngày ông đã bị ông Trần Quang Diệu đập cho một trận rồi. Ông bảo rằng ông không gọi bóng đá mà ông không gọi đá bóng, ông gọi là túc cầu. Tôi nói thật ông Huy Phương á, ông là tào lao. Tào lao tức là tào lai đó. Nói cái đó mà có nói được, túc cầu là cái chữ Hán Việt chứ đâu phải chữ thuần túy Việt Nam đâu. Cái ông không thích chữ Việt Nam, ông không thích cộng sản, có mắc mơ gì cái chữ Việt Nam đâu. Còn cái chuyện bóng đá hay đá bóng đó, nó chỉ là một cái vùng miền người ta quen thôi. Thế chẳng hạn như hồi xưa mình vào đó thì bây giờ đó thì sau ngày 30 tháng 4 nó có những cái chữ mới mà chính các anh em HO lại sử dụng nhiều nhất. Ví dụ khẩn trương đấy, cái đó đấy. Nhưng mà thì giờ bây giờ các anh em có hiểu chữ khẩn trương là cái gì không? Thì đã hiểu rồi thôi, cho tôi thì thắc mắc cái chuyện gì. Ngày hôm qua có lẽ là chúng tôi đưa ra rất nhiều cái bài báo vâng thưa quý khán giả, những bài báo và những cái bản tin, những video, những cái lời góp ý. Bây giờ chúng tôi xin nói về U23. Trước hết, ngày mùng 3 tháng 2 này sẽ là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng không? Vậy thì đây là khuyến khích cho tất cả các tuổi trẻ Việt Nam, U23. Các cháu sẽ chiến thắng ngày thứ bảy này, 20 riêng năm 2018, sẽ là ngày lịch sử và đó là một món quà để mừng Đảng Cộng sản Việt Nam. Bác Nguyễn Mạnh Cường đã nói rồi. Không có Đảng Cộng sản là chúng ta sẽ không có cái ngày hôm nay. Và cái điều đó ai cũng biết. Cái điều đó ai cũng biết hết. Thì cái ngày mùng 3 tháng 2 này là ngày thành lập Đảng Cộng sản. Tại sao báo chí hải ngoại không dám nói về cái chiến thắng của U23? Họ là người Việt Nam, họ là con cháu của chúng ta, họ là mang dòng giống Lạc Hồng. Họ nói tiếng Việt Nam, họ mang màu máu đỏ da vàng. Chỉ vì nói thật rằng nó không phải là thể chế chính trị gì hết á. Các anh bị kinh tế này, chỉ sợ rằng là bị biểu tình bé này kìa. Hãy bắt chước Đoàn Trọng đi. Đoàn Trọng, chúng tôi gọi Đoàn Trọng là Nguyễn Phương Hùng thứ hai. Can đảm đã đi về Việt Nam theo lời mời của chúng tôi. Ngày 25 tháng 9, 25 tháng 10 là ngày hết hạn ghi danh. 23 Đoàn Trọng mới bắt đầu ghi danh. Nhưng mà chúng tôi với cái nỗ lực mà của Ủy ban Người Việt và nỗ lực của ban tổ chức ngày APEC 2017 đã giúp cho Đoàn Trọng có một cơ hội. Và cách không một đài nào dám bình luận mà chỉ loan một cái tin ngắn ở trên truyền hình, loan tin ngắn là U23 đã hoài. Nhưng mà rồi lại có những cái lời bình luận. Tôi rất buồn ngay cả là lời bình luận ở trên cái đài của VFA là của bên Thúy Nga.
Lý do là tại vì có ông phó thị trưởng Diệp Miên Trường, một ông đầu trọc, con nít nói láo, mang toàn là những tin là đụng xe đè nó kia vớ vẩn bên Mỹ không à, trong khi cái tin U-23 thì phớt qua thôi cho nó xong. Cái lịch sử đó đến nỗi mà ông phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã phải đi xuống đường. Ở bên Mỹ này đó, ông tổng thống Mỹ có dám đi xuống đường như vậy không? Ông bộ trưởng bộ thể thao có dám đi như vậy không? Không. Họ mời các đoàn tiểu thủ đó đi vào trong tòa Bạch Ốc. Ông đâu có dám hòa mình với dân chúng như vậy. Trước hết á, cái chiến thắng ấy, U-23 đánh vỡ mặt cái đám chống cộng cực đoan ở đây. Sao? Họ đã từng tuyên truyền rằng năm thằng Việt Cộng, xin lỗi chúng tôi lặp lại cái lời nói của họ. Năm thằng Việt Cộng leo cây đu đủ không gãy cành. Quý vị nhìn thấy hình của tôi đứng chụp hình với lại bác sĩ Vũ Trinh ở quốc ngoài. Trong số đó có cả một anh cận vệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Anh hai còn tại chức và bây giờ anh không có làm trong cái vệ sĩ của bác Nguyễn Phú Trọng nữa là bởi vì tuổi anh ngoài 40. Họ chỉ lấy những người mà dưới 30 tuổi thôi, tuổi trẻ mà. Tất cả những người đứng ở trong đó 7 người, nhà báo là người nhỏ con nhất. Đấy. Một ông biệt động quân đứng ở trong năm cây, năm thằng Việt Cộng ra cái đu đủ, ông nào cái to cao bự này. May của bác sĩ Vũ Trinh thì các cao hơn nhà báo ấy chút xíu này. Anh Hồ Đức Chương đó thì cũng tương đương. Nhân tiện họ nói Hồ Đức Chương đây thì cũng ngày hôm nay cũng lại có một người thân của chúng tôi vừa ra đi sáng hôm nay, bị bệnh, cũng bệnh về bệnh nhiễm gan. Thì chúng tôi xin được tiếp tục đây. Người ta cái thể lực người ta như vậy, Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ làm nên cơm cháo, ngoại trừ mỗi một lần thắng được vô địch Mekeda của bên Malaysia năm 1960. Sau đó thì là nền trúc cầu Việt Nam. Đấy, tôi dùng chữ của ông Huy Phương. Ra đi và quên lãng. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề này. Nhà báo đã viết, các em đã đá và đứng vững bằng chính đôi chân nghệ thuật. Và đã là người Việt Nam, dù mang chính kiến chính trị gì, thì chúng ta vẫn có quyền phải vỗ ngực. Tôi là người Việt Nam, tôi hãnh diện những cái gì mà U-23 đã làm được tại Thường Châu. Quý vị nhìn thấy là ngày hôm qua KBC Hải Ngoại đưa lên một số video tuyết dày đặc, thời tiết rất là khắc nghiệt. Mà Việt Nam mình có bao giờ có tuyết đâu. Nhưng mà cái thể lực các em đấy. Và điều rất là cảm động, thủ quân Xuân Trường sau trận đấu đã xin phép ông huấn luyện viên cho tôi vào phòng kỹ thuật. Không ai biết anh xin vào phòng kỹ thuật để làm gì. Chúng tôi xin mấy phút để chạy vào phòng kỹ thuật. Anh vào trong phòng kỹ thuật gom tất cả những cái áo lạnh mang ra cho các cầu thủ ở dưới sân mặc. Người ngồi trên khán đài lạnh co rúm lại. Đó là một con người đã được huấn luyện trong một cái xã hội cộng sản, một người có tâm và có tầm. Quý vị nhìn thấy không? Những cái bài học cho các tuổi trẻ Việt Nam nhìn vào gương của Xuân Trường, thủ quân Xuân Trường đã làm một cái điều rất là cảm động. Tôi đã rơi nước mắt khi mà tôi nhìn thấy cái hình ảnh đó.
Các bạn chửi người cộng sản là không có văn hóa, không có giáo dục, không kiểu phi nhân ác độc cái này. Nhưng mà tôi thấy rằng từ ngày tôi về Việt Nam 18 lần, tháng 3 này là 19 lần. Chưa biết cái sự kiện tháng 3 nó như thế nào. Nhưng mà tôi thấy rằng có lẽ là không nơi nào bình yên bằng ở Việt Nam. Và bây giờ tôi buồn một số là cái các người, một số người anh em mang danh cờ đỏ bây giờ bị mang tiếng là bò đỏ bóng đá. Nhất là trong vòng Đông Nam Á, tất cả những nhà vô địch đã có ở trong Đông Nam Á từ xưa này, Thái Lan, Singapore, rồi Mã Lai, họ đều ca tụng. Họ đều ca tụng Việt Nam, U23. Người nước ngoài họ ca tụng dân tộc mình không anh diện. Mà mình là người Việt Nam, không dám đăng cái bản tin U23 chiến thắng. Có một đài là đài phố Bôn Sa TV ấy, cho hai ông Vũ Trung, Ngô Kỷ lên. Ông Ngô Kỷ, ông rất là thành thật. Mặc dù ông trong cái lời, cái buổi nói chuyện của ông ấy, cũng có móc méo ở trong đó. Nhưng mà Vũ Trung nói chuyện trên trời dưới đất mà. Đa chuyện bóng đá thì đi nói cái chuyện gì gì đâu, cá độ. Nhưng mà đó, nếu mà chúng ta nói rằng, chúng tôi không nói các nhà huấn luyện viên Việt Nam trước, nhưng mà nếu mà chúng ta đã có một ông Park Sang-ho thì chúng ta đã làm nên cái sự nghiệp sớm hơn rồi. Ông là một nhà huấn luyện viên rất là giỏi của Nam Hàn. Ông đã đưa cái đội Nam Hàn đi vào tới tận cái những cái giải quốc tế. Nhưng mà cái người mà chúng ta thấy không thấy ấy, thường thường có một ông bầu đó, nó thường thường nó có hai hoặc ba người phụ tá. Một người phụ tá là chuyên môn coi về đối thủ, nghiên cứu về đối thủ. Một người phụ tá là chuyên môn coi về cầu thủ của cái đội mình. Và một người đó chỉ chuyên môn đó để mà gọi là ngồi nghiên cứu về cái chiến thuật. Cái người mà nghiên cứu và đã đúc kết cái chiến thuật đưa cho ông CEO là ông Li Yangjin. Chúng tôi gọi đó là một người hùng giấu mặt của đội tuyển U23. Trong suốt giải từ hôm cho tới ngày chung kết này thì có ba người được Asia Football Committee đã chọn làm ba cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Đó là cầu thủ mới bị loại của Qatar mang số 19. Anh ghi được 6 bàn. Nhưng mà anh cũng đã bị rất nhiều thẻ vàng trong suốt mấy trận đấu. Người thứ nhì là Quang Hải, 4 bàn. 4 bàn thắng. Và người thứ ba là quên mất trong quá. Hy vọng rằng trận chung kết này á, Quang Hải sẽ đưa lên được một bàn nữa. Một điều chúng ta chắc chắn, nếu mà có một cái giải gọi là giải nhã nhặn thì U23 chúng ta phải được cái thay giải nhã nhặn đó. Bởi vì từ hôm đá cho tới ngày đi vào chung kết này, tổng cộng chúng ta chỉ có 8 cái thẻ vàng thôi. Trong khi đó, các bạn nhìn thấy Syria hoặc là Qatar nữa không? Họ đá, họ chơi xấu rất nhiều. Lát một hồi cái là thấy trọng tài đưa ra một cái thẻ vàng. Lát một hồi là thấy đưa ra một cái thẻ vàng. Ai của chúng ta, nếu làm được vô địch của Á Châu cũng là Việt Nam cũng đã đi được một cái đôi hia bảy rồi. Còn cái mộng mà đi vào trong được cái vòng loại của World Cup rất là khó. Nhưng mà
Trong cái số 32 cái hội mà đi vào vòng loại của World Cup vào tháng 7 năm 2018 này tại Nga đó, có hai đội Á Châu, đó là đội Nhật Bản và đội Đại Hàn. Đại Hàn họ làm được, mà chúng ta đã từng hạ Đại Hàn thì chúng ta sẽ làm được. Mà tất cả những cái gì tại sao chúng ta sẽ làm được, đó là cái ý chí, tinh thần quyết thắng. Và cái ý chí và tinh thần đó đã chứng minh qua cái trận đánh Điện Biên Phủ, đã chứng minh qua 30 tháng 4 năm 75. Không có gì bằng cái sự đoàn kết và cái ý chí. Tinh thần quật khởi của Việt Nam đã làm nên những cái chiến thắng trong lịch sử. Mình nhỏ con hơn Trung Quốc chứ, tại sao mà từ hồi từ Hai Bà Trưng cho tới bây giờ mình luôn luôn thắng. Mặc dù chúng ta đã bị nô lệ rất nhiều lần, họ đã âm mưu xâm chiếm, và Bắc Cường nói rồi, người nào muốn đồng hóa mình mà họ không đồng hóa được, tức là họ đã bị mình đồng hóa nó trở lại. Hồi xưa Mã Viện đã bắt dân mình phải kết tóc, đàn bà phải nhuộm răng. Rồi bây giờ đó, mình toàn răng trắng không? Nhìn thấy các ca sĩ Việt Nam không? Cô nào cô ấy cũng có veneer trắng bóc ra, rất là đẹp. Ngày 13 tháng 7 năm 2018 này, gần một tháng, quý vị lại phải thức nữa. Thức để xem cái World Cup tranh tại Nga, 32 nước được chọn vào tranh giải là Argentina, Australia, mình mới hạ Australia U23, Belgium, Brazil, Colombia, Costa Rica, Croatia, Denmark, Egypt, England, France, Germany, Iceland, Iran, Japan, Mexico, Morocco, Nigeria, Panama, Peru, Portland, Portugal, Russia, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Uruguay. Bốn nước Á Châu là Nhật Bản, Nam Hàn, Iran và Saudi Arabia. Còn đa số là Âu Châu và Nam Mỹ. Lần này Mỹ bị loại, kỳ vừa rồi Mỹ bị loại. Vâng, thưa các quý bạn, vâng, cảm ơn anh Thanh Phạm đã đồng tình với lại nhà báo nhận xét. Vâng, đúng rồi Phương Trung, tôi đồng ý. Trọng tài không có công minh trong tất cả trận đấu của Việt Nam, không biết tại sao mà Việt Nam mình đá rất là hòa nhã. Hai cái trận vừa rồi đáng nghĩa là mình thắng trước rồi, mình thắng rồi chứ đâu phải đá thêm giờ, nhưng trọng tài bỏ qua cái đã phạt mà phạt ngay ở trong sân của vòng cấm địa đó. Và cái một cái yếu tố bất lợi cho chúng ta là trọng tài Trung Quốc mà người đó là cầm còi trong cái trận đá kỳ trước chung kết của chúng ta với lại Uzbekistan. Thì không biết lần này nó sẽ như thế nào, nhưng mà hy vọng rằng may mắn vẫn luôn luôn tai nghe, đồng ý, nhưng mà chúng ta vẫn cần cái sự may mắn. Thì lúc nãy chúng tôi nói rồi, cái yếu tố mà để đưa tới chiến thắng, huấn luyện viên, cầu thủ,
Và chúng ta bắt buộc phải có một huấn luyện viên giỏi và những người phụ tá biết phân tích chiến thuật, ưu khuyết điểm của địch thủ. Huấn luyện viên biết cách khắc chế hoặc lợi dụng những cái yếu điểm đó để đưa vào chiến thuật. Và cách giảng giải làm sao để cho các cầu thủ có thể tiếp nhận được cái ý muốn của người huấn luyện viên.